Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và đây chính là bạch mai Thái. Đây cả nhà xem nè, một cái màu hồng rất là đẹp luôn. Hồng hồng ha, trắng trắng, lá cẩm thạch. Và đế nè, em quấn đế đẹp. Thì cây này nó cao cũng mới khoảng cỡ 2 tấc thôi cả nhà. Đây ha. Nhưng mà cái màu lá nè cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Hoa là hoa màu trắng, lá là lá cẩm thạch ha. Rồi cây như thế này là 100.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1. Thân nó thân mạnh nha cả nhà. Loại này nó thích hợp ở bóng râm ha. Để bóng râm và tưới nước ít ít thôi. Đây cả nhà, đế đẹp đó. Đây là đế đẹp vô cùng luôn nha. Rồi đây chính là bạch mai Thái ha. Rồi giới thiệu với quý khách đó, em có một cái lô mai dảo tự xoắn. Dảo tự xoắn này là em ghép cái gốc tứ quý. Bao với cả nhà mình đây chính là gốc tứ quý. Và là khi mình ghép cây mai gốc tứ quý thì cây nó rất là khỏe nha cả nhà. Đó, cây nó rất là khỏe. Và hôm trước thì khách cũng hỏi em có ghép gốc tứ quý không, hôm nay em có ghép cái lô này tứ quý. Và rồi loại này em bán là 100.000 một cây ha. 3 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng 1. Cái bo này nó ra được cũng khá khỏe rồi cả nhà. Đó, mình về mình chăm thêm ha. Gốc tứ quý thì lâu lâu là mới có ghép cái lô gốc tứ quý nha cả nhà. Rồi bên này em có cái lô này á là gốc bự, gốc mai vàng. Gốc mai vàng thường ha. Loại này là em ghép nó cũng to nè, mẫu này 100.000 cây. 3 cây em bao ship, 10 cây thì em tặng quý khách một cây ha. Đây. Đó. Cây nè, khá là khỏe luôn. Bo sắn cũng cực khỏe luôn ha. Hai quý khách. Cái này mình về mình dựng ngọn thêm ha, mình dựng ngọn lên. Rồi, loại 80 thì Quỳnh cũng còn nha. Loại 80 á thì em ghép với gốc nhỏ hơn tí xíu. Bo dài này nè. Đó. Loại này 80, 4 cây em cũng bao ship 10 tặng 1 ha. Rồi, giới thiệu tiếp với quý khách á là đây cái lô này là lô cúc hồng lộc mai á cả nhà. Hoa của nó cũng khá là duyên và đẹp luôn. Em ghép với gốc nè. Bành bành luôn á cả nhà. Đó, lộc của nó ra màu hồng hồng ha. Thời cái loại này mình cũng có thể chơi lá cho hoa được luôn. Mình ghép cho cây phôi nó khá mạnh luôn ha. Rồi mẫu này em bán là 70.000 một cây. 4 cây em bao ship 10 tặng 1 nha cả nhà. Đó, gốc rất là quái ha. Cây cao cũng khoảng cỡ 2 tấc rưỡi, 3 tấc, 3 tấc đến 3 tấc rưỡi cả nhà. Rồi bên này có tư long luôn. Tư long cũng 70.000 luôn ha cả nhà. Tư long 70. Giảo bạch kim. Giảo bạch kim thì lá cẩm thạch hoa màu vàng, 100.000 một cây. Đó, mà hoa màu vàng nha cả nhà. Còn lá cẩm thạch và hoa màu vàng. Rồi bên đây em có cái lô này chính là lô đại lộc nha cả nhà. Đó, cái búp nu nu luôn nè. Cái này em để lá, nó cành lá để cho quý khách có thể lấy bo nha. Mẫu này em bán 70.000 một cây. 5 cây em bao ship và 10 cây thì em tặng 1 nha quý khách. Cái này mình về mình có thể lấy bo được ha. Cây cao 3 tấc rưỡi trở lên, đế đẹp. Đây, cây này em để cho nè 3-4 tấc luôn nè cả nhà. Rồi em sẽ qua đây cho cả nhà mình xem mặt hoa nha. Mặt hoa rất là ok. Và khảo sát là Tết vừa rồi đó, là tháng Giêng tháng 2 luôn á, là nụ nó nở, là bông nó nở dày luôn nè cả nhà. Đó, hoa nhiều cánh và rất đẹp ha. Đây, đại lộc sáng trưng luôn. Nụ ú nu nè cả nhà. Đó, chỉ có là 70.000 một cây. Đây cả nhà coi cái hoa nha. Đó, đẹp ghê chưa. Lớp cánh ha, xếp lớp lớp luôn. Tiết diện cũng to nữa và hoa rất là đẹp. Rồi cả nhà xem cái gốc nè. Gốc củ nở ha, cây rất là lực. Rồi chỉ có 70.000 một cây. 5 cây bao ship 10 tặng 1. Bên này em có cái dòng dảo này chính là dảo Indo lá gai. Dảo Indo lá gai á, em ghép cái gốc quái và đẹp cả nhà. Mẫu này em bán 100.000 một cây. Cây này to cao. Cao khoảng cỡ 4 tấc. 4 tấc luôn á cả nhà. Đã tấc rưỡi 4 tấc có cành nhánh rồi. Là bông nó bông bự á cả nhà. Nếu mà 5 cánh thì nó sẽ rất là bự, cái nó không có bị khuyết. Còn nếu như mà 6, 7, 8 cánh, tại vì cái dòng này là cái cây từ cây zin, cây mẹ zin bự em Huỳnh ghép ha, nên mặt hoa rất là ok nha cả nhà. Rồi 100.000 một cây ha. Cây cao thường thuộc luôn đây. 100.000 một cây. 4 cây bao ship 10. 3 cây bao ship 10 cây tặng 1. Rồi cả nhà. Đây chính là cái dòng mai á, là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong. Thì cái dòng mai này hôm nay á, cả nhà nó cao khoảng cỡ 4 tấc luôn rồi. Mẫu này em bán 100.000 cây ha. 3 cây em bao ship 10 tặng 1 luôn. Đây là 7 tầng hay còn gọi là tiên ong. Đó.
ngược luôn. Nu xù, nu xù là ghép chỗ nào nó sẽ nu ra chỗ đó nha cả nhà. Và nó nu ra như thế này đó. Thì mẫu này em bán 80.000 một cây, 80.000 một cây ha, 4 cây bao ship 10 tặng 1. Bên này có góc bành bành luôn, đây chính là hoa hồng Thanh Tú nè. Trời ơi, các cái lô mà em giới thiệu của bự bự này nè, là cái lô này mình rất thích luôn, bởi nó bự, cả nhà, nó bự và nó cứng cáp nữa. Hoa hồng Thanh Tú chỉ có 100.000 một cây ha, 100.000 một cây, 4 cây em bao ship 10 cây em tặng 1 luôn. Đây. Rồi, không nhị hoàng huyết long luôn. Không nhị hoàng huyết long thì Quỳnh có 2-3 form gì đó. Nói chung là giá cũng chỉ có 70.000 một cây, 4 cây bao ship 10 tặng 1 ha. Không nhị. Rồi, bên này có tây thi luôn cả nhà. Tây thi thì là 125.000 một cây. Hàng này là hàng em có rong lá rồi, cứng cây, cứng cốt. 125, 4 cây bao ship 10 tặng 1. Rồi bên này, hoa tu lâm đẹp quá quý khách ơi, cái nè, quá chừng đẹp luôn ha. Rồi bên này em có hàng siêu nụ nha. Siêu nụ là nụ nó nhặt mắt ha, nụ nó dữ dằn luôn cả nhà. Đế đẹp nè, cành nhánh bây giờ nó ra tùm rồi, cao 4 tấc lấy bo được, trồng rất là ok luôn đó. Và cái dòng siêu nụ này là cả nhà siêu thích luôn, phải nói là cây cứng cây và rất là đẹp ha. 101 một cây, 4 cây bao ship 10 tặng 1 nha quý khách. Đó. Rồi bên này, bên này thì em Quỳnh có siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn á đang rất là hot luôn cả nhà. Siêu bông Sài Gòn đây. Thì cái siêu bông này á là hoa nó to, bông nó bự, tiết diện nó to cả nhà, và đang rất là được sưu tầm. 125.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng 1 ha. Thì loại này về mình nuôi, nó mới có vài cặp lá thôi quý khách. Mình sưu tầm mình thêm vài cặp lá, mình lấy bo được ha. 125.000 một cây cả nhà. 4 cây bao ship 10 tặng 1. Rồi, giới thiệu với quý khách đây chính là cúc thọ hương nha. Hoa thơm bông chùm. Thì loại này em ghép cái gốc cũng rất là đẹp nha quý khách. Đó, 80.000 một cây. 4 cây bao ship 10 cây. Em tặng 1. Đây. Đó. Đây có cái hoa luôn nè. Đó, có cái hoa luôn ha. Rồi. Bên này cúc cam. Cúc cam là màu cam cà gót cả nhà. Màu cam thế này nè. Và em có lại cái lô này là 80.000 một cây nè. 80.000 một cây ha. 4 cây em bao ship 10 em tặng 1 luôn nha. Đây. Cúc cam. Cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi ha. Cây có cành nhánh có chèo. Đó, loại này nè, khá tốt luôn nha cả nhà. 80.000 một cây, 4 cây bao ship. Rồi loại 70 thì em cũng còn ha. Loại 70.000 em cũng còn. Rồi bên này 150 cánh luôn. 70.000 một cây cả nhà, 70.000 một cây luôn, 150 cánh. 4 cây bao ship ha, đế đẹp. Đế quái nè. Rồi bên này em có là ngọc mai luôn. Ngọc mai là hoa đậm hơn màu trắng, nhợt hơn màu vàng. 70.000 một cây luôn. 4 cây bao ship. Màu đỏ này chính là cúc đọt đỏ nha quý khách. Loại này em để rất là cao rồi. Đó. Cao ha. 80.000 một cây, 4 cây bao ship 10 tặng 1. Cúc đọt đỏ lá đỏ đậm nè. Đó. Rồi đọt đỏ rồi em có đọt xanh nữa nha. Đọt xanh nữa cả nhà, đọt xanh xanh rì luôn. Cái này là cúc lai đọt xanh đó cả nhà. Thì loại này em bán là 100.000 một cây, đế đẹp, cành nhánh đẹp nè. Đế lò xo, đa số là lò xo khách. Rồi ha, ai thích đọt xanh alo em đọt xanh. Đây hàng không nhị mà em nói có form nữa đó. Thì cái mẫu này là nó cao vượt luôn á. Cũng 70.000 một cây. Rồi có hoàng hậu nữa nha cả nhà. Hoàng hậu là 70. Hoàng hậu là 70.000 một cây luôn. 4 cây bao ship ha. Cúc bi tiên sinh bông chùm. Loại này em cũng bán 70.000 một cây luôn. 4 cây ba. À. 80.000 một cây, 4 cây bao ship 10 tặng 1, cúc bi. Rồi. Hoàng hậu luôn, hoàng hậu rồi nhị dài rồi pha lê. Đây hoàng đế. Hoàng hậu là dược hoàng đế nha. Hoàng đế này là 80. 80.000 một cây, 4 cây bao ship ha. Rồi nhị dài nữa. Cái nhị đó rất là dài quý khách. Nó dài ra tới ở ngoài cái rìa luôn á. Loại này 100 luôn. Rồi nữ hoàng pha lê. Nữ hoàng pha lê cũng 100.000 luôn ha. 100.000 một cây. Giảo cam.
Dảo cam là màu cam cà rốt, hoa 8-12 cánh thì loại này em bán là 70.000 một cây luôn, 4 cây bao ship. Và rồi khách ơi, em có rất là nhiều loại ha. Và vườn Huỳnh thì lúc nào cũng tranh thủ đóng hàng và gửi cho khách nha. Và rồi thì em rất là cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà mình. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.